Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh Ngọc Phụ Tùng Mitsubishi Nam Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu với anh em đây là dàn nóng của dòng xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross và dòng xe Mitsubishi X-Focus, dòng xe X-Force, dòng xe được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Có người thì gọi là X-Focus tên tiếng Việt, thuần Việt đấy. Có người thì gọi là X-Force tên tiếng Anh. Thôi mình có phang cả hai tên cho anh em dễ hiểu. Đấy thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường thì dàn nóng thuộc hệ thống điều hòa. Nó sẽ giúp là qua cái lốc điều hòa này thì nó sẽ tản nhiệt cái hơi nóng ra. Đây nan này chính là nan nhôm này giúp tản nhiệt thuộc hệ thống điều hòa nhé. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, anh em bị va chạm, nó nằm ngay ở cái cạnh két nước phía sau ba đờ sốc, thì chất liệu được làm bằng nhôm các bạn nhé. Được cái này được làm hợp kim và tản nhiệt. Nghe gọi là anh nhìn thì giống kiểu nan nhôm nhưng thực tế nó là hợp kim. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất cái dàn nóng này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế. Thì rất nhiều anh em thay thế thì làm sao phân biệt đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế, thì các bạn nhìn đơn giản là hàng xịn chính hãng thì có tất cả những chi tiết đấy được nhà máy kiểm tra rất là kỹ trước khi đưa lên tay người tiêu dùng này. Đấy, mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn các cái dấu nhà máy kiểm tra này đấy, và tem hàng chính hãng, bao bì, vỏ hộp đều đóng nha. Đấy là cách phân biệt hàng xịn hàng rẻ. Đấy thì các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.